HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Sau khi bị áp xe có những phản ánh về chất lượng mặt cỏ, sân vận động Mỹ Đình đã được tiến hành cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục. Và trước khi tổ chức hai trận đấu sắp tới tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022, sân vận động quốc gia đã cho thấy một diện mạo mới rất tích cực. Trong sáng nay, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cùng với đại diện của Tổng cục Thể dục Thể thao cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có buổi kiểm tra tiến độ nâng cấp, sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất và trang thiết bị đối với nhiều hạng mục tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Đối với riêng phần sân vận động, mặt cỏ và các phòng chức năng là những hạng mục được tập trung nâng cấp. Sau gần 2 tháng được chăm sóc tích cực, mặt cỏ tại sân vận động Mỹ Đình vào lúc này đã cho một diện mạo mới, được đánh giá là đã đạt tiêu chuẩn, sẵn sàng phục vụ cho hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 tới. Trong khi đó, các phòng chức năng gồm hai phòng thay đồ, phòng trọng tài, phòng VAR, phòng giám sát và họp báo đều đã được sơn sửa, nâng cấp và thay thế một số trang thiết bị. Trong buổi kiểm tra, công tác giám sát, quản lý khán giả và sân cũng được chỉ đạo một cách chi tiết. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.